cận cảnh lâu đài dát vàng giữa vùng quê lúa. Đinh tặc hoành hành ở cầu vượt sóng thần. Khởi tố kẻ ngáo đá ném bé trai 3 tuổi xuống sông. Cảnh sát giao thông dùng xe đặc chủng đưa người bệnh đi cấp cứu kịp thời. Câu chuyện độc đáo, nhường đất cho cò ở. Kính chào quý khán giả của Góc Nhìn Trưa Nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay, thứ ba, ngày 27 tháng 2 năm 2024. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Kim Hưng của chương trình Góc Nhìn Trưa Nay. Tiện ích Sài Gòn hay về Nhân Quỷ sắp xuất hiện Wellness Resort hàng đầu Việt Nam tại Hồ Tràm, nơi hệ thống tiện ích Wellness được nâng lên một tầm cao mới, đón đầu xu hướng Wellness Investment, đầu tư 20% chỉ 600 triệu đến khi nhận nhà. Best Western Premier Tram Resort Hồ Tràm, về với ngôi nhà Wellness của riêng mình. Thưa quý vị, tại vùng quê lúa huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, một tòa lâu đài cao gần 70 mét được trang trí bằng nhiều chi tiết giác vàng trị giá 70 tỷ đồng, thu hút sự chú ý của nhiều người. Đây là tòa lâu đài của ông Nguyễn Vĩnh Thoan, 46 tuổi, ngụ xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, đang được hoàn thiện những hạng mục cuối cùng trước khi đưa vào sử dụng. Công trình này được xây dựng từ tháng 2 năm 2022, tọa lạc trên khu đất rộng hơn 7.000 m2, trong đó diện tích khuôn viên nhà và sân vườn rộng khoảng 3.500 m2. Theo thiết kế, tòa nhà cao khoảng 40 mét, có 3 tầng chính, 3 tầng tum, diện tích sàn 4.000 m2, công trình thiết kế theo kiến trúc Pháp, tông màu chủ đạo là vàng đồng và tím xanh. Sau hơn 2 năm xây dựng, công trình nằm bên quốc lộ 7 với màu sắc nổi bật, nhiều hạng mục được chế tác tinh xảo với các chi tiết dát vàng công nghiệp và vàng 24 carat. Theo gia chủ, mục đích xây dựng tòa nhà là thư giãn nghỉ ngơi sau những giờ làm việc căng thẳng. Toàn bộ các tầng đều yêu cầu thiết kế phòng nghỉ và phòng khách, các lối ra vào thông thoáng. Được biết, gia đình ông Thoan trước đây buôn bán đồng nát. Từ năm 2004, ông bắt đầu mua đất bên quốc lộ 7, mở xưởng thu mua sắt vụn, buôn bán phụ tùng ô tô, kinh tế dần khấm khá. Dịp này, nhiều người dân đi qua quốc lộ 7 luôn dừng xe lại ghé vào nhà ông Thoan tham quan chụp ảnh cùng tòa lâu đài. Sau mùa gặt lúa rẫy, người Ba Cô ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị tổ chức Tết cơm mới tạ ơn trời đất cho vụ mùa bội thu. Sau khi kết thúc việc thu hoạch cây lúa rẫy khoảng một tháng, đợi đến mùa cây cu bong nở hoa khắp bản làng thì đồng bào Paco tổ chức lễ Ada để cúng mừng lúa mới. Năm nay, trước lễ 3 ngày, những người phụ nữ trong gia đình ông Hồ Văn Sơn ở xã Lìa, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị lên rừng chọn những sản vật ngon nhất về để làm lễ. Sống giữa núi rừng Trường Sơn, mâm lễ không thể thiếu các món măng tre, ngọn cây mây, đoác để chế biến các món ăn truyền thống. Trong lễ cúng Ada phải có các sản vật cúng dường như cơm lam, gà nướng ống, thịt lợn, cá suối. Trong khi đó, đàn ông thường lo chuẩn bị các con vật nuôi phục vụ các nghi lễ cúng, gồm lợn, dê, gà. Lễ vật được bày biện nghiêm trang ở gian giữa nhà, bên cạnh những vật dụng quý của người Paco là chiêng tré, nồi đồng, mâm đồng, tù vả. Thời gian để cúng lúa mới, cúng thần linh là vào buổi sáng, bởi vào lúc đó khí trời tốt nhất trong ngày. Theo truyền thống, mỗi gia đình dòng họ đều chuẩn bị những đồ ăn thức uống ngon nhất và những bộ trang phục đẹp nhất cho lễ Ada. Người Paco rất coi trọng lễ cúng mùa vụ, bởi vị thần lúa mang lại hạnh phúc ấm no cho con người. Đầu tiên sau khi đem ra hết thức ăn, thức uống là cúng thần nhà, ông bà tổ tiên. Tiếp theo là trình thần lúa, sau đó mới cúng cho chính bản thân mình, cho những người còn sống, con cháu. Nam thì để bên phải, nữ thì để bên trái, còn sau cùng là cúng cho những người đã khuất. Lễ Ada cũng được gọi là Tết mừng lúa mới hay mừng cơm mới, là dịp sum họp các gia đình dòng họ. Mọi người dù đi làm ăn xa, nhưng khi đến dịp lễ Ada đều sắp xếp công việc để quay về. Sau phần nghi lễ, phần hội tạo nên sự rộn ràng hấp dẫn cho Tết Ada với những hình thức vui chơi hát múa trong tiếng đệm của các loại nhạc cụ cồng chiêng, thu hút nhiều người trong bản và các bản lân cận đến chung vui. Ada là nơi lưu giữ những nét văn hóa truyền thống ngàn đời của người Paco. Hiện nay cuộc sống đã nhiều thay đổi, nhưng lễ hội Ada vẫn được người Paco xác định là tài sản văn hóa vô giá. Tôi là một người trẻ thì tôi cảm thấy tôi đã hiểu được các vai trò và các nét đẹp của lễ hội ở đây, là tôi đã hiểu được các giống như cái và phong tục tập quán, như là làm bánh nè, như là mình là cũng lo mới để mà chuẩn bị cho các ngày lễ, như làm cơm ống và mình
để mà mừng lúa mới, thì qua thông qua được cái mừng lúa mới là tôi đã hiểu được các vấn đề đó. Và tôi là một người trẻ của đồng bào dân tộc Paco, thôn Kỳ Nơi nói riêng và trong xã Lia nói chung, thì cái này tôi sẽ gửi là truyền đạt lại cho con em của mình sau này đã biết được cái lễ hội của phong tục tập quán mình là rất quan trọng, vì đã mang lại cho chúng ta những bản sắc nét đẹp dân tộc mình rất đậm đà. Và cái này là để mà con cháu của chúng ta sau này và con em con nhỏ là con nên học tập theo nữa và tiếp theo những tiếp nối những gì mà ông cha ta đã để lại. Với lễ hội Ada hàng năm, người Paco không chỉ góp phần làm phong phú thêm các giá trị văn hóa truyền thống trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, mà còn bày tỏ sự biết ơn nguồn cội muôn đời trên đỉnh Trường Sơn. Thưa quý vị, gần đây, nạn đinh tặc lại hoành hành trên cầu vượt Sóng Thần, nơi giáp ranh giữa thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh với thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Nhiều ký đinh đã được nhóm tình nguyện thu gom. Khoảng 20 giờ, nhận tin báo có nhiều xe máy bị thủng bánh, nghi có hiện tượng đinh tặc trên quốc lộ 1, đoạn đi qua cầu vượt Sóng Thần hướng về cầu vượt Linh Xuân. Nhóm thanh niên tình nguyện và đội SOS ở Bình Dương đã dùng 3 xe chuyên dụng hút đinh tiếp cận hiện trường để tìm hút đinh, đồng thời hỗ trợ vá xe thay ruột miễn phí cho những người bị nạn. Chỉ trong hơn 1 giờ đồng hồ, nhóm thanh niên đã hút được gần 5 ký đinh trên đoạn đường chỉ dài hơn 100 mét của cầu vượt Sóng Thần, đoạn thuộc phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Số đinh thu được phần lớn là loại đinh có hình atro, bánh xe máy khi dính phải đinh này thì phải thay ruột vì lỗ thủng lớn rất khó vá. Đáng nói đây không phải là lần đầu tiên nạn đinh tặc hoành hành ở khu vực này. Khu vực cầu vượt Sóng Thần và cầu vượt Linh Xuân cách nhau vài trăm mét và thường xuyên xảy ra nạn đinh tặc. Lực lượng chức năng địa phương thường xuyên ra quân hút đinh, tuyên truyền các tiệm vá sửa xe nhưng vấn nạn này vẫn cứ xảy ra, làm ảnh hưởng và nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Công an tỉnh Tiền Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Huỳnh Hải, 25 tuổi, để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, ngày 11 tháng 2, sau khi sử dụng ma túy, Hải đi bộ đến khu vực chợ Cái Nứa, xã Hậu Thành, huyện Cái Bè. Khoảng 18 giờ cùng ngày, Hải nhìn thấy bé trai tên LNKT, 3 tuổi, ngụ xã Hậu Thành, đang ngồi trên ghế đá trước sân nhà thuộc tỉnh lộ 869, liền ôm bé T đi đến sông Cái Nứa cách đó 80 mét rồi ném xuống sông, sau đó bỏ đi. Lúc này anh Phan Quốc Huy, 30 tuổi, ngụ xã Hậu Thành là chủ quán cà phê gần đó, thấy bé trai vùng vẫy dưới dòng sông sâu đã nhảy xuống cứu. Hiện bé T đã xuất viện, sức khỏe ổn định. Trong lúc thực hiện nhiệm vụ, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh An Giang đã kịp thời phát hiện, hỗ trợ đưa người bệnh đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Vào khoảng 12 giờ 50 phút ngày 26 tháng 2, khi tuần tra đến khu vực thuộc tổ 17 khóm Vĩnh Lộc, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, tổ tuần tra kiểm soát đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2 thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh An Giang phát hiện một phụ nữ bị ngất đang nằm trên vỉa hè, có hai phụ nữ khác đang đỡ và chăm sóc. Qua thăm hỏi kiểm tra tình trạng sức khỏe, tổ công tác nhận thấy người phụ nữ có dấu hiệu của bệnh tai biến mạch máu não, nếu không kịp thời chữa trị sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tổ công tác liền dùng xe ô tô đặc chủng chở người phụ nữ cùng gia đình đến trung tâm y tế huyện Châu Phú để cấp cứu kịp thời. Bệnh nhân tên Đỗ Thị Ánh Hồng, 55 tuổi, trú tại địa phương, đang đi trên đường thì bất ngờ bị ngất xỉu. Theo các bác sĩ, do kịp thời đưa bà Hồng đi cấp cứu nên bệnh nhân không nguy hiểm đến tính mạng. Công an huyện EAK, tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ hình sự Bùi Đức Mạnh, 26 tuổi, để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Theo điều tra, từ tháng 8 năm 2023 đến nay, Mạnh đã cho 4 học sinh tại huyện EAK vay hơn 340 triệu đồng với lãi suất cắt cổ từ 545% đến 10.000% một năm, cao hơn 250 đến 500 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của nhà nước. Được biết, những học sinh vay tiền của Mạnh đều sử dụng vào việc ăn chơi tiêu xài cá nhân. Vụ việc đang được công an huyện EAK tiếp tục điều tra mở rộng. Thưa quý vị, 5 năm qua, gia đình ông Danh Tính, xã Đông Thạnh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang đã nhường vườn dừa đang sai trái cho đàn cò sinh sống, chịu thất thu cả 100 triệu đồng mỗi năm. Tấm lòng của gia đình ông với đàn chim cò được nhiều người cảm mến, khen ngợi hết lời. Mời quý vị cùng theo chân phóng viên tìm hiểu về câu chuyện cảm động này nhé! Sáng sớm, vợ chồng ông Danh Tính chèo xuồng vào thăm vườn dừa. Nói là vườn dừa,
chứ vợ chồng chủ vườn chẳng thu hoạch được trái nào. Cây cối cũng xác xơ vì đàn cò rỉa nhánh, đọt, lá làm tổ. Ông Danh Tính cùng vợ say mê giới thiệu về đàn chim trời, từ tập tính sống, sinh sản, số lượng hàng chục nghìn con. Họ càng tự hào khi bầy chim tìm đến nơi đây làm tổ, ứng nghiệm với câu đất lành chim đậu. Anh Quốc kia vuông thì 2004. Bốn cái rồi anh mới đặt dừa anh trồng. Mình trồng năm 2 năm mới về được khoảng vài chục cặp ha. Đi sáng đi chiều về vậy đó. Rồi xong nó tự càng ngày nó kéo, càng ngày càng đông. Dừa người ta bẻ thì đi bán được rồi, còn dừa mình bẻ thì phải đi gỡ phân. Rồi anh mới mệt quá, bữa đó vô tình anh cũng không biết nói làm sao thôi. Nó chơi với mấy cậu mấy vị đó thì mới nói vị cầu hoặc vị cầm cọc, nếu mà mấy ông ở á thì tôi nhường nguyên cái vườn dừa cho mấy ông ở làm tổ đẻ luôn rồi tôi mới cho, còn nếu mà không đẻ thì tôi vô tôi thu hoạch à. Thì vậy thì thôi, anh nghĩ rằng nói vậy nói vu vơ thôi, anh nghe đâu có gì đâu. Sau một tháng sau cái đầu nó bẻ lá lên nó làm mẫu nó đẻ, lúc đó đẻ thì thôi mình lỡ mình hứa chứ nó rồi thì mình nhường cho nó ở tới nay luôn. Giữ chữ tín với đàn chim trời, chấp nhận thất thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Không những thế, ông bà còn trồng thêm nhiều bụi thấp để chúng có chỗ làm tổ, trú ngụ. Từ 1 hecta ban đầu, họ mở rộng thêm không gian cho chúng sinh sống, thu hẹp dần diện tích nuôi tôm cua. Có lẽ vì hiểu tấm lòng của chủ vườn, đàn chim kéo về ngày một đông với nhiều chủng loại. Sáng á, thì ông mấy anh cò trắng á, thì ảnh đi sớm từ 4-5 giờ là bắt đầu ảnh đi tới 6 giờ là ảnh muốn gần hết rồi. Còn ở lại là con cò đẻ và con cò con mẹ, cò cha. Còn ông còn cọc á, thì ông ngủ nướng tới 6-7 giờ ông mới đi. Còn nếu mà chiều về á thì cầm cọc nó về trước. Cầm cọc là 3 rưỡi đầu nó về rồi. Về đầu nó dành chỗ đậu. Và chẳng về thì về sau. Về sau thì bị ông mấy ông cầm cọc mổ. Khi ngủ, ngủ dưới đất. Thấy thường lắm. Thì nói chung là khi mà mình tạo được cho cái cảnh quan như thế này, cò về cứ cư ngụ tại nơi đây thì giống như mái nhà của nó vậy đó. Ví dụ như nó sẽ về đây, nó cảm nhận được cái sự là người chủ ở nơi đây bảo vệ nó được sự an toàn. Mà tại vì mình không đánh bắt nó, mình bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên. Nó có về đây ở thì mình thấy mà đi tới đi lui thì thấy nó cũng vui. Rồi cò chim sao nó cũng ở đây, hôm đó giờ nó cũng đẻ chữa. Đẻ con, đẻ cái tùm lum hết trơn á. Thì đất rộng thì mặt cò sức chim cò nó ở, nó thích kêu bằng đất lành chim đậu. Từ niềm vui ban đầu là được ngắm đàn cò có chốn đi về, vợ chồng người nông dân miền Tây đam mê với đàn chim trời lại tâm nguyện chăm sóc đàn cò đến cuối đời. Ông tâm sự rằng tiền bạc nhiều cũng chẳng thể mang theo lúc nhắm mắt xuôi tay. Chỉ có việc nghĩa, việc nhân sẽ lưu truyền mãi đời sau. Trong khi nhiều nơi nạn săn bắt chim trời hoành hành, thì đâu đó vẫn còn những con người nặng lòng với chim trời cá nước, hồn nhiên, vô tư, không chút tơ vương vụ lợi để bảo tồn thiên nhiên. Rời mảnh vườn, hình ảnh đàn chim ríu rít, sống yên ổn, bình an bên trong vườn dừa vẫn còn động mãi trong lòng khách phương xa. Dõi mắt theo từng đàn chim tung cánh, chúng tôi càng cảm phục và trân quý tấm lòng của vợ chồng ông Tính, một người nông dân miền Tây, đúng chất hào sản và thiện lương. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc Nhìn Trưa Nay vào 11:30 mỗi ngày trên trang video.tuổitrẻ.vn. Mọi đóng góp cũng như thông tin liên quan, quý vị có thể chia sẻ thông tin về địa chỉ email thoisutvoa@tuổitre.com.vn. Chương trình do truyền hình Báo Tuổi Trẻ thực hiện với sự đồng hành của Charm Group. Xin được kính chào và hẹn gặp lại.